tốc độ 78, 72 qua đường là tới 78.
2, tuần 3 nó hơi bị chậm lại chút thôi. Còn giữ cho tuần 2 với tuần 3 nó nhanh đều giống như nãy là được. Còn nữa không? 1 và 2 và 3 và 4. Thêm một bước nữa đó.